Các bạn ạ, trưa nay sau khi ăn uống xong thì mình tranh thủ cùng với cháu Trương băm ít cái dây gắm ở kia để đem phơi về làm thuốc. Thì giờ buổi chiều nay thì chú cháu mình sẽ tiếp tục phát ở phía bên gần con đường đây, chứ không phát lên trên kia nữa, bởi trên kia giờ này rất là nắng. Trên kia sẽ để buổi sáng ngày mai. Đấy, giờ thì cháu Sính đang đi vào kia và cháu Trương nữa. Đấy, chiều nay thì chú cháu mình sẽ bắt đầu tiến hành lại từ cái bắt đầu con đường này đi ngược lên. À, cái tre đây là cứng cứng nhá. Cứng cứng nhưng mà lâu lắm chẳng có cốt. Không có cái mạng nào vậy? Mày rất là vừa cố đơn rồi đấy. Tao 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 không báo một tiếng nào. Lily thì cho thấy như người dám. À, thì chị già lắm nha. Thì chỗ nó bé tí này. Đúng rồi, ngồi trên cho nó đỡ vần. Nó phải gánh cái tuổi của Vân Quân. Làm cái kia chặt bớt đi để vì ừ. Chặt kéo phát đủ rồi đấy mà. Họ mà sao giỏi thế, có kỹ thuật gì thế. Đó, tao làm vòng cú đơn đấy. Mang búa hả cái này đi luôn. Cái gì? Mang búa hả cái này đi luôn. Cái khô đấy á? Ừ. Nó chưa khô rồi, nó khô một bên. Để mày hạ đi. Đi măng mà. Cái gì? Bố. Thế để. Đi chảy đâu mất tiêu rồi nhỉ?
cái nó. À cái này nó đổ. Không đổ đâu mà. Đổ. Em cố định mà. Em đâu mà em. Phải mà. Không phải. Phải. Phải đấy. Chặt sắp đứt rồi. Hôm nay chán rồi à? Cái sơn ở đây cả. Cả sơn là gì? À, phải đấy. Đúng rồi. Có sơ gió nữa. Cái gì? Có là sơ gió nữa. Có là sơ gió nữa. Còn là nữa. Chặt luôn á. Ừ. Chặt nó. Chặt sợi gì nữa. Hơi của nó chính là thế. Người già nó bảo là để trước cái thở nó lên đá rồi mình chọn lên lá là ra một chọn nó ra lại bà mình để trước tết thì mình hơn tuổi nó à.
Gai. Còn nước không nhỉ? Có. Đi lấy nước. Nắng này còn chán, chưa mưa đâu, nắng này rồi chục ngày vào đây. Chỉ để xuống ngả bớt mới đi, ngả bớt mới đi. Cây cong cong ngả ngả kia rồi phải chặt ra đi không nó đổ. Chai tao tao đun ở dưới nhà đem lên. À, chà chị. Ôi, sao mà ở nó tay thôi. Ủa dây dây làm xin luôn. Nè chắc đấy. Mà trẻ con cứ thấy nó ở đấy.
hết căng, hết căng. Đây chăn mất nhỉ. Chạm đấy. Chạm đi nhỉ. Đứng đứng để cái chạm được chứ. Phải cái chạm không? À. Không phải chạm đâu nhỉ. Cây có cây gai này. Cây cũng cho chặt bé đi vậy. Búa chú để đâu nhỉ? Để đây. Thôi. Sợ gì chúng mày. Thế chú bảo là chú sợ mà. Bây giờ không sợ nữa. Hôm qua lại chặt bao nhiêu cây. Không phải nhớ. Nó chỉ có gần đấy cũng dính mà không phải. Dính lan ra hết cả người. Bết hết tay. Có cái này xuống theo cái rồi kia nó mắc. À cái này cái em có đi nha anh nhỉ? Cái to cái á. Đây phải tí này. Phải á. Kệ nó nhỉ. À nhưng mà cái để cái to cái rồi để cái bé làm gì đấy cho chật chỗ nhỉ? Có dây rồi. Dây ra. Có cái dây rồi. Không đổ đâu rồi. Cối hết rồi.
bắt lên mấy con sâu mà ăn. À, gỗ nó cứng chứ nhỉ? Đấy, con sâu nó cứ chơi được cái. Một tựa luôn ý.
Đây mọi người ạ, thời tiết của ngày hôm nay thì nắng và rất là nóng. Nhưng ba chú cháu của Đồng Hải cũng phát được một cái số lượng nương rất là lớn. Đấy, để tiết phía trong kia. Vất xa. Và lên giáp lên khu cỏ chanh phía trên kia này. Thời tiết như thế này thì chắc chỉ khoảng độ mấy ngày thôi. Nó chỉ cần là lá nó héo bớt đi một chút là dọn chung quanh có thể là đốt đi để trồng được rồi. Nhưng mà chắc chắn là chú cháu mình cũng còn phải phát thêm tầm khoảng độ 2-3 ngày nữa thì mới hết được cái khu vực nương này. Bởi vì dự tính của cháu Xính là sẽ trồng khoảng độ 10.000 cây quế ở đây cơ. Nên đang còn phát lên cái diện tích tương đối lớn nữa. Bởi nương của cháu còn ráp ra tít trên cái đỉnh đồi trên kia cơ. Đây là bao cái dây hạt gắm mà trưa nay mình đã băm ra. Nhiệm vụ của mình là còn phải đèo về dưới nhà để mình phơi ở dưới nhà luôn. Bên này còn một đống này nữa, chắc là trưa mai thì mình sẽ băm nốt, buổi trưa mai nữa thì sẽ hết được cái đám này. Chắc cũng phải hơn một bao nữa.